mỗi ngày. Tươi mới và thơm ngon bất tận cùng pancake hạt dẻ cười. Chào mừng các bạn đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Hạt dẻ cười thì sau khi chúng ta lọc vỏ xong thì mình sẽ giả bể như thế này. Mình sẽ cho cái phần phô mai này vào trong cái tô. Mình sẽ dùng cái muỗng mình tán cho cái phần phô mai mịn trước. Dạ. Chúng ta sẽ chuẩn bị phần bột bánh rán. Sau đó thì chúng ta sẽ cho nước vào từ từ. Tiếp theo mình sẽ cho vào phần bột này một muỗng canh nước cốt chanh. Dạ. Và ngoài ra chúng ta còn cho vào đây một muỗng canh vỏ chanh mài. Chúng ta sẽ có cái phần bột rất là thơm. Vậy là chúng ta đã pha xong phần bột rồi. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ tán mịn phần phô mai trước rồi mới cho từ từ sữa chua vào. Như vậy thì phần nhân phô mai sẽ mịn hơn. Mình sẽ trộn thêm một nửa muỗng canh vỏ chanh mài vào trong đó để cho cái phần nhân được thơm. Dạ. Sau khi phần nhân làm xong thì chúng ta sẽ cho vào trong ngăn mát để lạnh. Để khi mà chúng ta đổ bánh xong thì mình sẽ kết hợp trang trí lên trên bánh. Rồi mình sẽ mở lửa lên. Chúng ta sẽ làm nóng chảo. Rồi. Mình chỉ đổ một điểm thôi và bột sẽ tự loang ra. Và khi mà giữ cái tay cố định như vậy sẽ giúp cho chiếc bánh pancake của chúng ta rất là tròn. Bây giờ chúng ta sẽ rắc lên trên cái bánh này. Rắc khi mà bột còn hơi ướt ướt đúng không? Đúng rồi, mình đợi cho cái mặt nó hơi ráo lại. Rồi bây giờ cô sẽ lật cái bánh trở lại nha. Dạ, đẹp quá cô Hà ơi. Chúng ta chỉ để khoảng chừng 30 giây thôi. Rồi, giờ mình vớt ra ha. Dạ. Rồi cứ như vậy thì trong cái món này thì chúng ta sẽ đổ những cái bánh bằng nhau để chút chúng ta sẽ úp lại thành từng cặp. Rồi như vậy là mình phải xong một cái nữa. Giờ cô lấy ra. Và bây giờ thì phần dâu chúng ta sẽ cắt miếng. Nếu mà nó nhỏ thì mình sẽ cắt đôi, nó hơi to chút xíu thì mình sẽ cắt lát. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ trình bày món pancake ra. Đầu tiên thì cô sẽ đặt một cái miếng bánh lên trên đĩa. Phần nhân thì cô sẽ bắt lên đây. Dạ. Trong món ăn này á, chúng ta dùng vị chua ngọt của nhân phô mai sữa chua kết hợp với lại cái vị của bánh rán làm cho bánh rán ngon hơn. Nhân phô mai sữa chua ha. Rồi và cô sẽ đặt những cái quả blueberry lên. Dạ. Ngoài ra Minh Phương biết không, chúng ta cũng có thể là thay đổi những loại trái cây tùy theo ý thích, món ăn cũng rất ngon. Khi mà chúng ta thêm thắt một chút xíu các loại trái cây đi kèm đúng không ạ? Nhìn sẽ hấp dẫn hơn rất là nhiều. Bánh xốp mềm, thơm ngọt, bùi bùi vị hạt dẻ, quyện chút chua chua béo béo từ nhân phô mai sữa chua, kết hợp với trái cây, ăn ý tuyệt vời.